gặp khá nhiều khiến chủ xe vô cùng khó chịu. Một khi chuột đã chui vào xe sẽ để lại mùi hôi, rác thải, phá hại nội thất gây hư hại. Việc loại bỏ triệt để tình trạng chuột chui vào xe nhận được rất là nhiều sự quan tâm của chủ xe. Sau đây là những cách phòng tránh chuột chui vào xe mang lại hiệu quả cao. Những dấu hiệu cho thấy chuột chui vào xe ô tô như xuất hiện rác bẩn trên xe càng nhiều mà không rõ nguồn gốc rác bẩn này từ đâu ra. Khi mở nắp capo của ô tô, ngửi thấy mùi hôi khó chịu do phân và nước tiểu của chuột gây nên. Trong xe phát hiện những âm thanh chuột chạy, chuột cắn phá dây điện, nội thất ô tô, xe rơi vào tình trạng đèn không sáng, còi không phát ra tiếng, cần gạt mưa thì không hoạt động. Chủ xe cần nghĩ ngay đến trường hợp chuột đã xuất hiện trong xe, cắn phá những thiết bị này. Để chống chuột chui vào xe ô tô một cách hiệu quả nhất, xin mời mọi người tham khảo các bước sau đây. Vệ sinh khoang máy ô tô, dùng cọ, chổi hoặc khăn, lau bụi bẩn và dầu nhớt trong khoang, sau đó dùng máy bơm, xịt sạch lại bề mặt khoang máy, hoặc bạn có thể đưa xe ra trung tâm chăm sóc xe để khoang xe được vệ sinh đúng cách. Việc thường xuyên ăn uống trên xe hơi là yếu tố thu hút sự xuất hiện của chuột. Chuột yêu thích đồ ăn thừa, chúng có khả năng nhận biết mùi đồ ăn rất nhanh nhạy. Thức ăn rơi vãi trên xe sẽ khiến chúng sớm tìm đến và cư trú dài hạn trong xe của bạn. Sau đó, hàng loạt rác thải chúng mang từ môi trường bên ngoài vào, khiến xe của bạn trong tình trạng ngập rác. Do vậy, thường xuyên vệ sinh nội thất ô tô, làm sạch nội thất xe nhằm tiêu diệt tận gốc nơi cư trú của chuột và hạn chế tối đa việc ăn uống trên xe hoặc vệ sinh sạch sẽ xe sau khi ăn để tránh thu hút lũ chuột. Sau khi sử dụng xe, mọi người nhớ đóng cửa ngay để đảm bảo chuột không xâm nhập vào nội thất xe của mình. Chuột thường dễ thâm nhập vào khoang máy qua bộ phận lọc gió, chính vì vậy mà việc lắp thêm máy lọc gió sẽ hạn chế tối đa việc chuột xâm nhập vào nội thất ô tô. Phương pháp này không chỉ chống chuột hiệu quả mà còn giúp bạn bảo vệ xe không bị những loại côn trùng khác như rắn, rết, gián hoặc là những rác bẩn xâm nhập vào xe. Hạn chế để xe trong tình trạng ít sử dụng, vì khi không thường xuyên sử dụng là điều kiện khiến chuột làm nơi trú ngụ trong xe. Do vậy, chủ xe cần hạn chế tình trạng này bằng cách sử dụng xe thường xuyên hơn để chuột không có cơ hội tiếp xúc với xe của mình. Ngoài ra, chủ xe có thể sử dụng những loại tinh dầu đuổi chuột như Asa, Thái Bảo hoặc là những sản phẩm xịt chống chuột chuyên dùng cho xe ô tô. Khi xịt những sản phẩm này vào khu vực khoang máy, gầm xe, hốc bánh, cốp xe sẽ tạo một lớp màng phủ bảo vệ các chi tiết điện, cao su, nhựa trong khoang động cơ và các vị trí khác trên ô tô, nên sử dụng một tuần 2 lần để hạn chế tối đa chuột gặm nhấm dây cáp điện đầu nối, tránh tình trạng chập điện cháy nổ xe. Khi đậu xe ở những vị trí tối tăm ẩm thấp như cống rãnh, chuột dễ xâm nhập vào xe. Ngoài xịt chống chuột, mọi người nên rải thuốc diệt chuột Storm dưới gầm xe và trong khoang máy. Storm là thuốc diệt chuột sinh học, không độc hại cho con người. Đặc biệt, thuốc diệt chuột Storm khi ăn vào sẽ không chết ngay, mà sẽ gây khát nước. Vì thế, khi chuột ăn sẽ bò ra khỏi xe đi tìm nước uống và chết bên ngoài. Sản phẩm diệt chuột Storm được rất nhiều chủ xe lựa chọn và hài lòng. Một khi chuột đã chui được vào xe, sẽ gây mất vệ sinh khoang nội thất xe hơi, gây ảnh hưởng đến chức năng và độ bền của bộ phận lọc gió. Chuột gặm nhấm dây điện, dây cura, gây chập điện, cháy nổ. Có thể nói sự xuất hiện của chuột trên xe ô tô vô cùng nguy hiểm đối với con người sử dụng. Vì thế, mọi người hãy phòng tránh tối đa để hạn chế những hệ lụy do chuột gây ra nhé. Vừa rồi là những thông tin chia sẻ về cách chống chuột chui vào xe ô tô một cách hiệu quả. Hy vọng sẽ là những thông tin hữu ích giúp quý khách bảo vệ xe ô tô của mình. Công ty Thành Công chuyên phân phối những loại thuốc diệt mối và côn trùng trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu thì hãy đến trực tiếp công ty để mua hàng hoặc đến trực tiếp tất cả các chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Những sản phẩm công ty phân phối đều là những sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc và khuyến cáo sử dụng để diệt côn trùng một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, công ty Thành Công còn cung cấp dịch vụ
diệt mối tại nhà, phòng chống mối cho tất cả các công trình xây dựng lớn nhỏ, đặc biệt là diệt côn trùng tại nhà. Quý khách có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em gắn trên màn hình. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video này. Kính chúc mọi người có một cuộc sống xanh sạch đẹp và không có tác hại của côn trùng. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.